Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Hai ngày 5 tháng 9. Thưa quý vị, cùng với 23 triệu học sinh trong cả nước, sáng nay hơn 400.000 học sinh của các cơ sở giáo dục tỉnh Thái Bình đón khai giảng năm học mới trong niềm vui hân hoan và phấn khởi. Mở đầu một năm học mới với nhiều kỳ vọng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc các nhà giáo và các em học sinh có một năm học mới tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, viết tiếp trang sử truyền thống hiếu học của quê hương Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại một số cơ sở giáo dục. Thái Bình đang trở thành điểm đến trong thu hút đầu tư, mở ra chặng đường mới trong phát triển. Thụy Chính là địa phương đi đầu trong xây dựng tiêu chí nhà văn hóa kiểu mẫu của huyện Thái Thụy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới chung vui và dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Năm học vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, kết hợp hiệu quả giữa việc dạy học trực tiếp với trực tuyến, thầy trò trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã nỗ lực vượt qua thử thách, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục được nâng lên, số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi và thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng ngày càng cao. Nhiều cán bộ giáo viên nhà trường đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua giáo viên giỏi các cấp. Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học vừa qua, có 37 trên 63 học sinh dự thi đạt giải, có một dự án đạt giải 3 cấp tỉnh, cuộc thi khoa học kỹ thuật. 11 giáo viên tham gia đều đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 5 giải nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023 và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Bước sang năm học 2022-2023 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tập trung nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, chăm lo đầu tư phát triển nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, phát triển mạng lưới quy mô trường lớp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự lễ khai giảng năm học mới cùng với cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Năm học qua, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường chuyển biến tích cực, kỷ cương nề nếp được duy trì và giữ vững, kết quả thi học sinh giỏi được nâng lên, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông xếp thứ 8 trên 48 trường trong toàn huyện, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng đã đánh trống khai giảng năm học mới và trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bước vào năm học mới, cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường kỹ năng thực hành, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới với cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở An Châu, huyện Đông Hưng. Năm học 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, giáo viên và học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở An Châu đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đạt những kết quả nổi bật. Toàn trường có 23 học sinh đạt học sinh giỏi các cấp, trong đó 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, 20 học sinh giỏi cấp huyện, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, có 29 trên 40 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 4 cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm học mới, trường tiếp tục đạt mục tiêu cao trong nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng rèn luyện phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo viên, đẩy mạnh đổi mới trong dạy và học, nhất là tăng cường giáo dục học sinh về đạo đức, nhân cách, lối sống. Tại lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường, đồng thời tặng quà cho 10 học sinh vượt khó học giỏi, trị giá 10 triệu đồng,
Chúc các em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Chúc nhà trường tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai giảng năm nay được các cơ sở giáo dục tổ chức trang trọng, ngắn gọn, trong không khí vui tươi phấn khởi, mở đầu một năm học mới với nhiều kỳ vọng và thành công mới. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã tới chung vui và chúc mừng thầy và trò các nhà trường. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục Thái Bình đã thực hiện tốt mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành thời gian năm học đúng kế hoạch, hệ thống quy mô trường lớp ổn định và phát triển, công tác tuyển sinh đầu cấp cơ bản đảm bảo số lượng học sinh trên lớp theo quy định, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng được nâng cao, cơ sở vật chất các trường được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Trong năm học, Thái Bình có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, có 28 thí sinh đạt giải, trong đó có 3 giải nhất. Đồng thời, Thái Bình là tỉnh xếp thứ 8 toàn quốc về số học sinh đạt giải nhất. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh có 17 học sinh có điểm cao nhất các khối A, A1, B, C, D và các ban khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 99%, đứng thứ 10 toàn quốc về điểm trung bình các môn, đứng thứ 10 toàn quốc về số lượng thí sinh đạt điểm 10. Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các địa phương đã huy động từ nguồn xã hội hóa được 464 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng 567 phòng học, phòng chức năng và xây mới được 52 công trình vệ sinh. Bên cạnh đó, các nhà trường đã xã hội hóa được gần 60 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị dạy học. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 671 cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ đạt trên 90%. Bước vào năm học mới 2022-2023, Thái Bình có hơn 400.000 học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Ngành giáo dục Thái Bình đặt mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch năm học đã đề ra với chủ đề năm học là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chúc mừng, khích lệ, động viên các thầy cô giáo và các em học sinh với tập thế tốt nhất bước vào năm học mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới. Nhân dịp đầu năm học mới, tối qua Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi năm 2022. Tới dự có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2021-2022, tỉnh Thái Bình có 28 thí sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 3 giải nhất. Thái Bình cũng là tỉnh xếp thứ 8 toàn quốc về số học sinh đạt giải nhất. Có 3 học sinh của 3 môn Toán, Hóa, Tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tham dự kỳ thi đội tuyển Olympic năm 2022. Có 1 học sinh được tham gia đội tuyển quốc gia thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, Thái Bình đứng thứ 10 toàn quốc về số thí sinh đạt điểm 10. Tại hội nghị, 42 em học sinh tiêu biểu đã được tuyên dương khen thưởng, trong đó 12 em đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022, 13 em đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và 17 em đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Các tin trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp tục chương trình. 8 tháng qua, toàn tỉnh có thêm 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 66.000 đô la Mỹ. Tính đến đầu tháng 8 năm 2022 đã cấp 698 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt gần 7.000 tỷ đồng. Xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 367 doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 55 doanh nghiệp, trong đó thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do doanh nghiệp giải thể là 55 doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có gần 100 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có trên 80 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động ổn định. Các dự án còn lại đang triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường. Toàn tỉnh có trên 7.200 doanh nghiệp, gần 900 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 100.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, 77 năm qua kể từ sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đưa Thái Bình từ một tỉnh thuần nông trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực và cả nước. Hiện nay, Thái Bình đang trở thành điểm đến trong thu hút đầu tư, mở ra chặng đường mới trong phát triển. 77 năm qua, Thái Bình đã chuyển mình trở thành một trong những nền kinh tế đầy triển vọng. Đặc biệt, gần 20 năm trở lại đây, quy mô nền kinh tế của tỉnh đã có mức tăng trưởng vượt bậc.
Từ chỗ chỉ thu hút được 26 dự án với trên 400 tỷ đồng vào năm 2003, thì đến năm 2021 đã thu hút trên 200 dự án với số vốn trên 30.000 tỷ đồng, gấp hơn 60 lần. Chủ trương đầu tư vào cái phát triển cái khu kinh tế biển được nhân dân rất là phấn khởi, bởi vì là khi mà phát triển được kinh tế biển thì cái đời sống của nhân dân sẽ được nâng lên. Người dân người ta đang rất hy vọng, người ta đồng thuận rất cao với chủ trương của lãnh đạo tỉnh về trong phát triển khu kinh tế Thái Bình. Tôi tin tưởng rằng là Thái Bình sẽ là một điểm sáng của các tỉnh đồng bằng sông Hồng này về phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt thu hút đầu tư năm 2021 đạt gần 700 triệu đô la Mỹ. Giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm luôn duy trì mức tăng trưởng hai con số. Thái Bình đang trở thành điểm đến trong thu hút đầu tư với nhiều tiềm năng như hạ tầng giao thông kết nối được đầu tư đồng bộ, có khu kinh tế Thái Bình và hàng chục khu cụm công nghiệp. Vấn đề thu hồi đất để xây dựng các cái khu công nghiệp, tức là đây là một trong những cái vấn đề chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đối với Thái Bình, làm cái công tác này là rất là chu toàn, rất dân chủ, công khai, minh bạch trong vấn đề phục vụ cho giải tỏa khu công nghiệp để mang lại cái lợi ích cho nhân dân. Thái Bình đang đặt ra rất nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra, là phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Tập trung phát triển khu kinh tế ven biển và huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu kinh tế trên địa bàn huyện, đặc biệt là các hệ thống giao thông kết nối vùng như của tuyến đường bộ ven biển và các tuyến nội bộ trong khu kinh tế và các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn huyện, và tập trung nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút nhà đầu tư cùng với tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trước mắt, Thái Bình đang tập trung cao ưu tiên nguồn lực cho xây dựng khu kinh tế Thái Bình để tạo ra sức hút lớn đối với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước. Trong thu hút đầu tư, chú trọng thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với đó, Thái Bình tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh kể từ 15 giờ chiều nay sau khi lùi lại 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Giá xăng dầu được điều chỉnh cụ thể như sau. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 430 đồng, giá sau điều chỉnh là 24.230 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng, giá sau điều chỉnh là 23.350 đồng một lít. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đã đồng loạt tăng mạnh, chỉ riêng dầu ma rút giảm giá. Cụ thể, giá dầu diesel tăng thêm 1.430 đồng một lít, dầu hỏa tăng 1.390 đồng một lít, dầu ma rút giảm 470 đồng một kg. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19. Ngày hôm nay, Thái Bình ghi nhận 51 ca COVID-19 mới. Toàn tỉnh hiện đang quản lý giám sát điều trị 605 ca F0, trong đó 62 F0 đang phải điều trị tại các cơ sở thu dung bệnh viện. Về công tác tiêm chủng, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện được 4.216.000 mũi tiêm. Cụ thể, đối với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 92,63%, mũi 4 đạt 65,70%. Vũ Thư vẫn là địa phương có tỷ lệ tiêm thấp ở cả mũi 3 và mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với nhóm từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 45,17%. Địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất là Tiền Hải, 60,4%. Địa phương có tỷ lệ tiêm thấp hơn là Vũ Thư. Đối với nhóm trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 82%, mũi 2 đạt 50,26%. Địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ thấp là Quỳnh Phụ. Địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ thấp là Hưng Hà. Nằm trong các hoạt động vui Tết Trung Thu năm 2022 cho thiếu niên nhi đồng, huyện đoàn Quỳnh Phụ đã tổ chức chương trình Bánh Chưng cho em. Tại chương trình này, các đoàn viên thanh niên đã làm gần 200 chiếc bánh chưng để tặng cho các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn tham gia chương trình lồng đèn thắp sáng ước mơ, làm lồng đèn tặng các em thiếu niên nhi đồng. Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 9 năm 2022, huyện đoàn Quỳnh Phụ sẽ tổ chức thành các đoàn đi thăm tặng quà, gồm tiền, bánh chưng và lồng đèn cho 80 em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần động viên chia sẻ đối với các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu 2022. Hòa chung niềm vui trong ngày khai giảng năm học mới, công ty cổ phần Nicotech trao tặng 350 suất quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 70 triệu đồng.
Đồng hành chắp cánh ước mơ là chương trình từ thiện học đường được công ty cổ phần Nicotech tổ chức hàng năm. Dịp năm học mới này, công ty đã trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học cơ sở Bùi Viện, 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cơ, Đông Lâm và trường tiểu học Tây Sơn, huyện Tiền Hải, 50 suất quà tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thạch Tân, huyện Kiến Sương. Đây đều là những phần quà trong tổng số 350 suất quà được công ty trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 8 trường học trên địa bàn tỉnh. Qua đây nhằm động viên tiếp thêm nghị lực để các em tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đồng thời cũng thể hiện sự sẻ chia và đồng hành với trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh vào mỗi dịp khai giảng năm học mới. Thời gian tới, công ty cổ phần Nicotech sẽ tiếp tục quan tâm đến việc gây dựng và duy trì quỹ Tấm Lòng Vàng để phục vụ cho các chương trình từ thiện, phúc lợi xã hội khác với mong muốn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương đi đầu trong xây dựng tiêu chí nhà văn hóa kiểu mẫu của huyện Thái Thụy, giờ đây 3/3 nhà văn hóa kiểu mẫu của xã Thụy Chính đã trở thành địa điểm lý tưởng để sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của người dân cũng từ đó ngày một phát triển và nâng cao, trở thành một miền quê đổi mới. Đây là năm thứ 3, câu lạc bộ dân vũ của Chi hội Phụ nữ thôn Chính được thành lập và duy trì hoạt động. Từ 5 đến 7 thành viên ban đầu, từ những buổi bỡ ngỡ tập luyện làm quen với động tác dân vũ, nay câu lạc bộ dân vũ đã thu hút được 50 chị em tích cực tham gia và sinh hoạt đều đặn tại nhà văn hóa kiểu mẫu của thôn. Nhà văn hóa kiểu mẫu từ ngày khi thành lập được nay là chị em phụ nữ chúng tôi rất là hào hứng và người nào cũng nô nức để ra tối đến ra tập luyện. Thứ nhất là về tinh thần, thứ hai nữa về cái thể chất con người, người nào cũng được hào hứng, đóng góp rất là nhiệt tình, vui vẻ. Hiện nay là chúng tôi đã có một cái toàn bộ này, câu lạc bộ về dân vũ, câu lạc bộ về cái tâm năng dưỡng sinh, thế và câu lạc bộ hát chèo. Tới đây là chúng tôi đang tiếp tục là có một cái câu lạc bộ là bóng truyền hơi cho một lứa tuổi già. Còn đối với nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Hoè Nha, nhà văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, được xây dựng với 100% kinh phí của người dân trong thôn. Và cũng từ nhiều năm nay, nhà văn hóa đã trở thành sân khấu tập luyện của câu lạc bộ chèo người cao tuổi trong thôn. Họ phấn khởi vì quê hương, vì thôn xóm đổi mới và càng phấn khởi hơn khi niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật chèo được thể hiện và tỏa sáng ngay trong thôn làng văn hóa. Xuất phát từ cái niềm đam mê của những người yêu nghệ thuật như chúng tôi, từ đấy cho nên từ suy nghĩ đấy tôi thành lập ra. Lúc bắt đầu thì chỉ một số hội viên biết hát chèo, còn lại là chưa biết hát mấy. Nhưng mà từ khi mà thành lập xong rồi là cứ hàng tuần, hàng tháng chúng tôi tập luyện thì bây giờ là 95% là các hội viên đã biết hát chèo và cũng đi phục vụ ở nhiều nơi. Đã thành thông lệ, mỗi thứ bảy hàng tuần, câu lạc bộ chèo người cao tuổi lại tập hợp và sinh hoạt. Họ thể hiện niềm đam mê qua mỗi làn điệu chèo và coi đó là món ăn tinh thần không thể thiếu hàng ngày. Tất cả hội viên từ già tới trẻ là có những hội viên là 86, có những hội viên ít tuổi nhất là 53, 42, là chúng tôi anh em và chị em nhiệt tình phấn khởi lắm. Rất là phấn khởi mà khi thành lập được cái câu lạc bộ Triều Xuân này, anh em trong câu lạc bộ là phấn khởi, vui vẻ, hồ hởi, cảm thấy cuộc sống ngày càng tươi vẻ, đẹp đẽ. Hiện nay thì phong trào văn hóa thể dục thể thao là chính, có thể là phát triển là rộng khắp ở trên tất cả các cái phương diện, từ văn hóa, văn nghệ và các câu lạc bộ chèo truyền thống cũng như dân vũ, rồi bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, phát triển rộng khắp để tạo sự đồng thuận và cho bà con coi như là vui vẻ sau những ngày làm việc mệt nhọc, thì tạo sự đồng thuận và giữ vững ổn định chính trị địa phương và để quê hương trên một đà phát triển một bước tiếp theo. Các nhà văn hóa thôn ở xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy đã và đang phát huy hiệu quả, tạo một làn gió mới cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây và cũng là mang đến một sức sống mới cho một vùng quê nông thôn. Là sản phẩm đầu tư được đón chờ tại Thái Bình, shop house phố tài chính mặt đường quốc lộ 39A, dự án ERA Central City tiếp tục ghi điểm khi cất nóc đúng tiến độ và sáng qua. Shop house phố tài chính thuộc dự án ERA Central City do liên danh công ty cổ phần sản xuất nhập khẩu Phú Hưng và công ty cổ phần Lam Sơn Thái Bình làm chủ đầu tư, nằm tại trung tâm thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Ngay khi công bố vào năm 2021, các sản phẩm shop house đã thu hút khách hàng nhờ thiết kế đa dạng, nhiều công năng, giàu tiềm năng để an cư lấn đầu tư. Hiện dãy shop house phố tài chính đã hoàn thiện thô khoảng 35%, cất nóc 5 trên 139 căn shop house sau hơn 3 tháng thi công.
Thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại để đảm bảo bàn giao sự kiến vào đầu tháng 2 năm sau. Khi bàn giao, sản phẩm được hoàn thiện mặt ngoài, thuận tiện cho chủ nhân tự bày trí không gian bên trong căn hộ phù hợp với sở thích và công năng, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế, quy hoạch kiến trúc. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.